Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ kênh Trồng Cỏ Giá Rẻ. Hôm nay là mình đi thăm vườn ngô và đồng thời là quay lại cho tất cả các bạn xem so sánh về năng suất tất cả các loại ngô mà bên mình trồng thực tế. Đây là các loại ngô sinh khối mà bên mình trồng. Ngô sinh khối là gì? Ngô sinh khối là loại ngô mà mình trồng với mục đích là lấy thân làm thức ăn chăn nuôi. Lấy thân là có nghĩa là mình trồng như thế này là đến lúc giai đoạn của nó trổ bông và nó bắt đầu nó chín sữa. Chín sữa có nghĩa là cái bông của nó, là hạt của nó là đang giai đoạn sữa, là nó chuẩn bị cứng thì mình thu hoạch vào để ủ chua hoặc là cho vật nuôi ăn trực tiếp. Trong các loại ngô này thì mình đã trồng theo từng luống. Như các bạn thấy đây là cái đường biên và hai loại ngô khác nhau. Đây là mình xin giới thiệu chi tiết từng loại ngô nhé. Đây là ngô Mexico. Ngô Mexico này là so với tất cả các loại ngô ở đây bên mình trồng thì nó đạt năng suất nó thấp nhất. Loại ngô này thì bên mình mới trồng thử nghiệm thôi. Cái này thì chưa tung ra thị trường. Nhưng mà năng suất của nó như thế này là không thể nào chấp nhận được. Đến loại ngô thứ hai là ngô sinh khối LCH9. Ngô sinh khối LCH9 này mình là theo mình đánh giá nó là đạt năng suất nó cao nhất so với các loại ngô bên mình đang còn trồng ở đây. Đây là các loại ngô sinh khối nhưng mà đạt năng suất cao nhất, chỉ có LCH9 này là năng suất nó cao nhất, lá của nó lớn và rộng nhé, nó lớn hơn bàn tay của mình đấy, các bạn xem này, khá là tốt năng suất của nó. Và loại ngô này thì được công ty bên mình nghiên cứu từ lâu rồi. Và bây giờ bên mình đã tung ra thị trường rồi. Nó chịu được nhiều điều kiện khí hậu khác nhau và năng suất của nó là khá là tốt. Đây là loại ngô thứ hai. Còn so với ngô LCH9 thì ngô Mexico này thì nó một trời một vực. Thì ngô Mexico này thì không trồng được. Đây là loại ngô thứ hai LCH9. Và loại ngô thứ ba là đây là ngô QT35. Đây là cái luống khoảng cách mà bên mình ranh giới đấy. Từ đây trở lên, từ cái luống này trở lên là ngô QT, luống này trở lên là ngô LCH9, còn luống này trở xuống là ngô QT35. Ngô QT35 này các bạn xem ở đây thì nó không bằng ngô LCH9 này. Tuy rằng trong các loại ngô này thì mình trồng cùng một ngày kỹ thuật như nhau, chế độ dinh dưỡng của nó như nhau hết, rồi là điều kiện khí hậu môi trường của nó đều như nhau và cùng trên một miếng đất, nhưng mà năng suất của nó thì nó khác nhau. Cái này là tùy theo gen của từng loại, nên là mình cùng trồng chung một ngày như thế này thì mình mới so sánh và mình mới nhận định được loại nào tốt, loại nào kém hơn. Đây là mình ngô QT35 thì mình nhìn thấy đây là rõ rệt rồi, nó phát triển nó không đều nhau, tỷ lệ này mầm của nó thấp, nên là như thế này là tung ra thị trường không được. Nếu mà tung ra thị trường thì ảnh hưởng đến tất cả các bạn làm kinh tế, ảnh hưởng đến năng suất. Và ngô thứ ba đây là ngô thứ tư, 1 2 3 4, ngô thứ tư đây là ngô QT55. Ngô QT55 này là nó cũng phát triển khá tốt, đều nhau. Nhưng so với LCH9 này, bên trên này là LCH9, thì LCH9 vẫn khá là tốt hơn, năng suất của nó đạt cao hơn. Đấy, ngô QT55 đấy. Nếu mà mình không trồng như thế này thì không thể nào so sánh được. Nên là chỉ có trồng cùng một ngày, cùng thời điểm và chất dinh dưỡng, để chế độ dinh dưỡng của nó như nhau thì mình mới so sánh được như thế này, thì mình mới biết loại nào năng suất cao và ren của nó đạt được hiệu quả đấy. Nó phát triển tốt là mình nghĩ là do ren của nó, ren di truyền của nó đấy. Đây là ranh giới giữa ngô QT, đây là QT55 và đây là QT68. QT68 này thì nói chung là nó nảy mầm cũng được, nhưng mà thực sự là mình nhìn ở đây là nó không đều nhau. Ngô QT68 thì có loại thì cây của nó phát triển trước, có loại thì phát triển nó thấp hơn.
có cây cao cây thấp như thế này là không đều nhau, không đều nhau thì dẫn tới là năng suất của nó là phát triển không tốt, có loại thì tốt có loại thì kém. Là trong một gói của nó có hạt thì ren tốt, có hạt thì ren thấp, như thế này là không được. Nói chung là trong các loại ngô này có 5 loại ngô QT, ngô LCH9 này, rồi đến ngô QT 35, đến ngô QT 55, rồi ngô QT 68, rồi ngô Mexico. Thì mình chấm điểm được hai loại ngô, đó là ngô đạt năng suất cao nhất là LCH9 này. LCH9 là đạt năng suất cao nhất. Đến ngô QT 55, đến ngô QT 68, đến ngô QT 35, và sau cùng nhất là ngô Mexico. Đấy, các loại ngô mà bên mình trồng thực tế cùng một ngày, chế độ dinh dưỡng như nhau. Đấy, đấy, các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể bình luận dưới video này, là sẽ có nhân viên của bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.